Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh bóng đá 24h TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong vòng 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 với sự góp mặt của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu đội hình chất lượng để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Kể từ khi làm việc ở Việt Nam, huấn luyện viên Park luôn duy trì nền tảng sơ đồ 3 trung vệ ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 quốc gia. Điều này chắc chắn sẽ không thay đổi ở SEA Games 31. Thời điểm này dựa trên danh sách 30 cầu thủ mà huấn luyện viên Park triệu tập, chúng ta có thể chọn ra những gương mặt ưu tú nhất. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Toản là sự lựa chọn số 1 của U23 Việt Nam. Anh vượt trội các đối thủ cạnh tranh là Quan Văn chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng về kinh nghiệm. Trong khi hai thủ môn còn lại chỉ ra sân cho U23 Việt Nam ở các giải trẻ, thì Văn Toàn đã giành huy chương vàng sea games 30, dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 và ra sân ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điểm đáng lo duy nhất với Văn Toàn ở thời điểm này là phong độ. Anh vừa hồi phục sau ca phẫu thuật dị tật vai và chưa được thi đấu. Không khó để khẳng định bộ ba trung vệ của U23 Việt Nam sẽ thuộc về Nhâm mạnh dũng, lệch trái, Nguyễn Thanh Bình ở giữa và Bùi Hoàng Việt Anh lệch phải. Cả Thanh Bình và Việt Anh đều là nhân tố quan trọng ở câu lạc bộ Việt Theo và Hà Nội. Gần đây bộ đôi cũng đang có phong độ cao, thể hiện ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 ở thời điểm tuyển Việt Nam không có những trung vệ kỳ cựu như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng. Thậm chí họ đều sở hữu các bàn thắng ấn tượng. Thanh Bình lập công ở trận gặp Nhật Bản, còn Việt Anh có siêu phẩm từ sân nhà vào lưới câu lạc bộ Công an Nhân dân. Mạnh Dũng chưa được trao nhiều cơ hội ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia như hai người đồng đội. Giá trị mà anh mang lại là khả năng luân chuyển bóng. Hối luyện viên Park luôn muốn có một trung vệ lệch trái thuận chân trái ở U23 Việt Nam để có thể triển khai tấn công tốt từ phần sân nhà. Tại Dubai Cup 2022 hay vòng loại U23 châu Á 2022, Mạnh Dũng đều thể hiện tốt. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng rất nguy hiểm trong những pha lên tham gia tấn công bởi anh vốn dĩ là một tiền đạo. Ở hai biên, Lê Văn Xuân và Lê Văn Đô sẽ chiếm suất đá chính. Cặp hậu vệ này đã được sử dụng tại vòng loại U23 châu Á năm 2022. Họ đều rất đa năng nên có thể đảo cánh, tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ mỗi khi U23 Việt Nam gặp bế tắc. Vị trí của Văn Xuân sẽ chắc chắn hơn bởi anh là tuyển thủ quốc gia và đã được huấn luyện viên Park cho ra sân ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra thì anh cũng gây ấn tượng ở V-League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, còn Văn Đô chỉ mới tỏa sáng ở câu lạc bộ Phố Hiến. Mùa 2022, Văn Đô có phong độ cao với hai bàn thắng. Tại tuyến giữa, Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ chiếm hai suất đá chính. Nếu huấn luyện viên Park sử dụng đội hình 532, người còn lại được lựa chọn nhiều khả năng là Lý Công Hoàng Anh. So với các tiền vệ trung tâm còn lại, Hoàng Anh có kinh nghiệm vượt trội. Anh đã trải qua hai mùa giải sắm vai trụ cột ở câu lạc bộ Hà Tĩnh và được câu lạc bộ Bình Định chiêu mộ. Ở mùa 2022, Hoàng Anh được đá chính hai trận và ghi được một bàn thắng. Ngoài ra thì anh cũng thường xuyên được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Trong khi đó các cầu thủ như là Dụng Quang Nho, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Đức Việt chưa được ra sân nhiều ở V-League, còn Huỳnh Công đến thì chỉ mới thử lửa ở giải hạng nhất. Trên hàng công, một vị trí đá chính chắc chắn sẽ thuộc về Tiến Linh, suất còn lại sẽ thuộc về Trần Văn Đạt. Anh là tiền đạo được sử dụng nhiều nhất ở vòng loại U23 châu Á 2022, Dubai Cup và cũng thi đấu khá hiệu quả. Huấn luyện viên Park cũng đã gạch tên rất nhiều tiền đạo góp mặt ở hai giải đấu kể trên như là Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn nhưng vẫn giữ lại Văn Đạt, điều đó cho thấy chân sút của câu lạc bộ Hà Nội được tin tưởng rất nhiều. Trong trường hợp huấn luyện viên Park sử dụng đội hình 3-4-3, Hoàng Anh sẽ bị nhường lại một chỗ cho một tiền đạo khác. Võ Nguyên Hoàng đang có nhiều lợi thế để cạnh tranh vị trí này. Về mặt phong độ, tiền đạo của câu lạc bộ phố Hiến cho thấy sự vượt trội với hai pha lập công ở giải hạng nhất và cúp quốc gia. Anh cũng vừa chơi ấn tượng trong mùa giải Đông Nam Á 2022, góp công lớn vào chức vô địch của U23 Việt Nam. Theo Soccerway, Nguyên Hoàng cao 1m80, nặng 75kg. Anh sở hữu thể hình tốt hơn các tiền đạo khác của U23 Việt Nam và có cả tốc độ. Điều này giúp anh có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, phẩm chất mà huấn luyện viên Park luôn đòi hỏi ở các tiền đạo. Ở SEA Games 30, Nguyên Hoàng cũng được gọi lên trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên trước giờ chốt danh sách, anh bị loại khi không cạnh tranh được với Tiến Linh, Đức Trinh. Lúc đó anh chỉ mới 18 tuổi. Điều đó cho thấy huấn luyện viên Park hiểu rõ tiềm năng của Nguyên Hoàng và có thể tin tưởng anh hơn ở SEA Games 31. Tùy theo thời điểm hay là đối thủ, huấn luyện viên Park sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự, chiến thuật. Bên cạnh đó ở giải đấu có mật độ thi đấu dày như là SEA Games, việc xoay tua đội hình cũng cần được tính đến. Khi đó các nhân tố khác sẽ được tin tưởng. Nhưng nhìn chung thì U23 Việt Nam sẽ vận hành dựa trên những cầu thủ chủ chốt như đã phân tích. Tố đại gia v thiếu chuyên nghiệp thủ môn Bùi Tiến Dũng nguy cơ mất việc. Sau khi tố đội bóng chủ quản thiếu chuyên nghiệp và bảo tập thủ môn quốc dân một thời của đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng lại tiếp tục có động thái khó tin trước nguy cơ bị thanh lý hợp đồng. Sau khi đích thân chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng lên tiếng, những rắc rối tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khép lại, dù chỉ còn một ngày nữa trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra. Cầu thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ khác vẫn có những động thái để cứng rắn trước nguy cơ bị thanh lý hợp đồng. Trước đó 13 cầu thủ đã bỏ buổi tập chiều ngày 7 tháng 4 vì đội bóng không đáp lại những nguyện vọng của cầu thủ về việc thanh toán tiền lót tay. Ở giai đoạn 2 của mùa giải 2021, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trả cho các cầu thủ 10% tiền lót tay do giải đấu bị hủy vì dịch bệnh. Những cầu thủ đã nhận quá con số 10% sẽ bị trừ phần còn lại vào khoản lót tay của mùa giải 2022. Chiều ngày 8 tháng 4, ngoài hai cầu thủ đã quay xe trở lại tập luyện chuẩn bị cho Cúp Quốc gia 2022 sau khi được lãnh đạo đội bóng xoa dịu, thủ môn Bùi Tiến Dũng và 10 người khác vẫn quyết tâm bỏ tập để phản đối. Cựu thủ môn U23 Việt Nam và các đồng đội thậm chí đã viết tâm thư chia sẻ lên mạng xã hội để giải thích vụ việc. Cụ thể, Bùi Tiến Dũng và nhiều cầu thủ khác của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh viết: Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống bóng đá và các câu lạc bộ tại Việt Nam, trong đó có câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đang cống hiến cũng không phải là ngoại lệ. Thấu cảm sâu sắc với sự khó khăn của câu lạc bộ ở mùa giải 2021, anh em cầu thủ chúng tôi đã đồng cam cộng khổ với đội bóng bằng nhiều hình thức. 1. Không kêu ca phàn nàn khi bị chậm lương 3 tháng liên tiếp. 2. Chỉ nhận 50% lương trong thời gian nghỉ dịch thay vì nhận 70% đúng như theo hợp đồng. 3. Chấp nhận chia sẻ 50% phí lót tay còn lại. Đặc biệt anh em chúng tôi luôn cố gắng tập luyện để giữ gìn phong độ và vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong cho đội bóng giải quyết được những khó khăn về mặt tài chính, nhanh chóng lấy lại sự ổn định để tiếp tục đảm bảo đời sống kinh tế, đời sống tinh thần cho cầu thủ. Cũng xin nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa câu lạc bộ và cầu thủ là mối quan hệ được ràng buộc bởi hợp đồng lao động, trong đó có những quy định rất rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ mà mỗi bên phải thực hiện. Trong đó có điều khoản về việc câu lạc bộ phải chi trả phí lót tay Tuy nhiên, các điều khoản được quy định trong hợp đồng đang có dấu hiệu bị vi phạm khi câu lạc bộ đang không thực hiện đúng như những gì đã cam kết trong văn bản giấy trắng mực đen có chữ ký của các bên. Thông cảm với câu lạc bộ nhưng chúng tôi là tư cách của người lao động, là người cống hiến sức lực trí tuệ của mình cho câu lạc bộ. Anh em cầu thủ mong muốn được nhận những khoản lót tay như đã thỏa thuận. Suốt thời gian qua, anh em chúng tôi đã chờ đợi, nhưng càng chờ đợi càng cảm thấy thất vọng vì sự chờ đợi này không có tín hiệu đáp lại từ phía câu lạc bộ, nơi mà chúng tôi luôn gửi gắm sự trân trọng và niềm tin về phía cầu thủ chúng tôi luôn chấp hành mọi quy định của câu lạc bộ chưa từng vi phạm điều gì làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của câu lạc bộ vì chúng tôi hiểu rằng hình ảnh của câu lạc bộ cũng phản ánh chính hình ảnh của chúng tôi nên chúng tôi hết sức giữ gìn mọi điều khoản trong hợp đồng luôn được chúng tôi thực hiện đúng nhưng đổi lại dường như chúng tôi không nhận được sự trân trọng không được đối xử một cách chuyên nghiệp như tiêu chí mà câu lạc bộ đang theo đuổi cầu thủ chúng tôi cũng có gia đình để lo toàn cũng có trách nhiệm phải gánh vác nhưng sự kiên nhẫn trong hơn một năm trời của anh em đổi lại là sự thoái thác của những người có trách nhiệm Thật vô cùng khó lý giải khi chúng tôi đòi hỏi điều mà đáng nhẽ chúng tôi xứng đáng được nhận là phí lót tay, thì câu lạc bộ lại ban hành một văn bản khiến anh em chúng tôi bị sốc. Sốc vì quyền lợi chính đáng của chúng tôi không được giải quyết và kèm theo đó là hành xử của đội bóng. Sau 4 vòng đầu tiên của v 2022, trước tình thế cực chẳng đã, 12 cầu thủ không được câu lạc bộ hoàn thành trách nhiệm trong hợp đồng đã phải bỏ tập để bày tỏ thái độ sau khi luật sư của chúng tôi không thể liên lạc với đại diện đội bóng. Qua trang cá nhân của mình, chúng tôi bày tỏ mong muốn được đối thoại với câu lạc bộ để các bên cùng ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết, giúp cho chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý thi đấu khi V-League trở lại vào tháng 7 năm 2022. Có thể trong ít ngày tới, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có cuộc nói chuyện riêng với Bùi Tiến Dũng và các đồng đội để tìm hướng giải quyết phù hợp nhất. V-League 2022 sẽ tạm hoãn đến tháng 7 và nếu không sớm tìm ra phương án giải quyết, cả phía cầu thủ và câu lạc bộ sẽ đều gặp bất lợi khi giải đấu trở lại. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chưa có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ đàn em U23. Chuyên gia cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển dự SEA Games 31 là do họ chưa thể hỗ trợ các đàn em U23. trước ngày 8 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định gọi thêm 3 cầu thủ U23 cộng 3 dự SEA Games 31 trên sân nhà. Ba cái tên được chiến lược gia người Hàn Quốc đặt chọn niềm tin là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Theo đó, chuyên gia Phan Anh Tú đã đưa ra quan điểm của mình về cách chọn người của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với báo giới. Khi được hỏi về lý do các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không được triệu tập, chuyên gia gạo cội của bóng đá Việt Nam cho biết: Nếu cho một số lượng lớn cầu thủ thì không nói làm gì, nhưng với việc giới hạn ở 3 cầu thủ thì các bạn ở Hoàng Anh Gia Lai chưa thể có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ đàn em U23 Việt Nam. Chuyên gia này nói thêm: Hãy nhìn 3 cầu thủ mà ông Park lựa chọn, Hùng Dũng có sự bền bỉ, lì lợm, đa năng, hiệu suất thi đấu của Hùng Dũng cao, phòng ngự tốt mà tấn công vào vòng cấm địa cũng hiệu quả. Hoàng Đức là quả bóng vàng Việt Nam, không ai tranh cãi được. Có chăng tôi chỉ lăn tăn giữa Hoàng Đức và Quang Hải, nhưng Quang Hải thì đi nước ngoài rồi. Vậy nên ở hàng tiền vệ hiện tại, không ai có thể vượt qua được Hoàng Đức. Trên hàng tiền đạo Tiến Linh có thể hình tốt, thường xuyên thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Cậu ấy ghi nhiều bàn thắng trong giai đoạn vừa qua. Chỉ số liệu thuần túy thì chúng ta cũng thấy, Công Phượng Văn Toàn khó có thể được cạnh tranh với Tiến Linh. Về bản danh sách bổ sung cho SEA Games 31, trang chủ của VFF cũng đồng tình với nhận định này. Trên thực tế, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của đội tuyển quốc gia xuyên suốt các giải đấu lớn như là AFF Cup, vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là vũ khí hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019. Theo kế hoạch thì Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hồi quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 tới. Về phía các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn Tháng 4 cũng là khoảng thời gian khá bận rộn với những cầu thủ của đội bóng phố núi, khi thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ có chuỗi trận tại AFC Champions League cùng với những câu lạc bộ hàng đầu khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá nào đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo